Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Trân Sư Phụ chứng minh. Kính thưa quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là sáng thứ bảy, ngày cuối tuần. Con được đầy đủ nhân duyên được chia sẻ Phật Pháp và buổi điển tâm sáng. Lời đầu tiên con xin chúc Trân Sư Phụ quý thầy được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ Phật sự sớm viên thành. Kính chúc toàn thể đại chúng có một ngày mới nhiều niềm vui và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Trân Sư Phụ chứng minh. Kính thưa quý thầy, kính thưa quý vị Phật tử thân mến. Đáng lẽ sáng hôm nay, thời giờ này là con đang đi học và đang ngồi trên chiếc ghế nhà trường, chứ không phải ngồi ở chiếc ghế ở trai đường này. Nhưng sáng hôm nay vì một nhân duyên, và đã từ mấy tháng rồi, hôm nay con mới có cơ hội chia sẻ Phật Pháp vào buổi điểm tâm sáng. Vì lý do con đang học cao đẳng năm cuối, nên thời gian buổi sáng hiếm khi được nghe Sư Phụ chia sẻ Phật Pháp và những lời dạy dỗ của Ngài, và ít khi được ăn chung với đại chúng vào buổi sáng. Vì thường Chủ Nhật con ở chùa, nhưng mà thường Chủ Nhật thì chùa có khó tu nên không được nghe Phật Pháp và cũng ít có cơ hội để ăn sáng chung với nhau. Nên sáng hôm nay con rất vui và hạnh phúc. Và đề tài con muốn chia sẻ sáng hôm nay chính là đề tài tình thương vào đời. Chắc có lẽ mọi người thắc mắc lý do tại vì sao sáng hôm nay con nghỉ học. Và nhân cơ hội này thì con cũng muốn nói để cho mọi người hiểu, để chúng ta lắng nghe và có sự cảm thông, và chúng ta sẽ có tình thương hơn. Từ ngày xuất gia tới giờ, hình như chuyện đi tụng kinh trai tăng đối với con rất là ít và hiếm. Nhưng sáng hôm nay có lẽ vì một nhân duyên, tại vì một cô ở chợ trái cây đầu mối Thủ Đức có nhờ một cô bạn quen biết con, là nhờ thỉnh quý thầy về nhà gia đình của cổ để tụng kinh và hồi hướng cho người thân, cha hay là mẹ gì đó, 49 ngày. Và gia đình này chưa biết Phật Pháp, thì con định thỉnh quý thầy đi. Con vẫn đi học bình thường, nhưng mà thỉnh đi thì lại thiếu quý thầy và một số Phật tử nữa nhờ qua bên đó để phụ giúp cho buổi tụng kinh và trai tăng. Nếu như quý vị Phật tử nói nếu thầy đi thì con quen thì con đi chung, mà nếu thầy không đi, thầy đi học thì con cũng ở nhà. Giờ lâm vào tình thế cũng rất là kẹt và khó xử, con cũng không biết làm sao. Mà nếu giờ con không đi thì mọi người ở nhà hết, rồi ở bên đó thì không ai lo, con cũng áy náy, tại vì người ta chưa biết Phật Pháp, mới khởi tính tâm. Mà nếu mình không gieo duyên thì sẽ mất đi thiện căn nhân duyên về Phật Pháp và gieo trồng họ với Tam Bảo. Nên con khó xử quá, không biết làm như thế nào. Thì con mới qua thưa Sư Phụ và trình bày nội dung như vậy, thì Ngài cũng rất từ bi hoan hỷ, biết rằng nghĩ lý do này là không chính đáng, vì đi học là chuyện cần chú trọng hơn. Nếu các anh em khác nghỉ học thì Sư Phụ cũng thường nhắc nhở và sách tấn, và nên đi học, không có việc gì quan trọng thì không được nghỉ ở nhà. Nên con rất biết ơn và tri ân trên Sư Phụ, Ngài rất là từ bi, và Thầy Thích Tâm Trường trụ trì chùa Hoằng Pháp đã từ bi cho con, để sáng hôm nay chúng con và quý Thầy có một buổi đi Phật sự được tập toàn viên mãn.
Và chúng ta vừa trải qua ngày 19 tháng 9 là ngày Đức Vía Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia. Nhưng mà con nhiều công việc con hay quên, con không nhớ là 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 trước ngày thông báo sám hối, con có hỏi cô Phật tử đó, cô coi giùm con 19 tháng 9 là ngày xuất gia hay thành đạo hay là... Thì cổ coi làm sao, cổ nói cũng sai nữa. Cổ nói 19 tháng 9 là ngày Bồ Tát Quán Thế Âm đản sanh. Thì con cũng đinh ninh trong đầu là chắc cổ coi đúng rồi. Con lên trên loa thông báo quá trời đất, rồi đêm sám hối sang ngày sau rằm, con cũng thông báo rầm rộ khí thế. Và đến ngày tổ chức vía Quan Âm, bao nhiêu cái chiếc điện thoại live stream, con cũng vô tư, con đinh ninh rằng chắc cổ nói đúng rồi. Con cũng nói ngày 19 tháng 9 là ngày Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đản sanh. Nhưng mà hồi sáng con nhìn lại, con tá hỏa ra, mới biết là trời ơi, hôm bữa giờ mình sai trần trọng rồi. 19 tháng 2 mới là ngày Đức Bồ Tát Quán Âm đản sanh, 19 tháng 6 là ngày Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo, 19 tháng 9 là ngày Đức Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia. Làm con áy náy và ngại vô cùng. Tại vì thời nay công nghệ thông tin hiện đại, nên khi chúng ta nói thì thường được quay phim lại, hay là thường chúng ta live stream, quý vị Phật tử live stream trực tiếp. Nếu mình nói không cẩn thận thì thiệt ra những lời nói của mình có thể ảnh hưởng đến Phật Pháp và ảnh hưởng đến tương lai và sự tu tập của mình. Nên con nói sai một vấn đề nhỏ này, nhưng con rất là áy náy và con cũng xin sám hối trên sư phụ, quý thầy và quý vị Phật tử vì con đã nói nhầm. Và chắc chúng ta cũng biết học theo hạnh nguyện của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Và con có nhân duyên hướng dẫn đạo tràng cũng đã gần vài tháng nữa, là gần 9 năm rồi. 9 năm cũng là một quá trình trải qua đầy những hương vị mặn, ngọt, chua và cay, và những khó khăn vất vả, đôi khi gặp những nghịch cảnh. Nhiều lúc con cũng mệt lắm, tại vì con nghĩ rằng thà mình đỡ yên, mình tu, mình học thì mình khỏe cho bản thân mình, còn mình hoằng pháp lợi sanh thì đâu ít lợi gì. Nhưng cuối cùng nhận lại những lời trách mắng, rồi những lời chê bai, những lời đàm tiếu. Nhưng mà con suy nghĩ, nếu mình đã xuất gia học theo hạnh Đức Phật, hạnh sư tổ và sư phụ, và tiếp đó là hạnh của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, mà nếu mình chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thì những người khác thì như thế nào? Nên con suy nghĩ, có lúc con cũng mệt lắm, nhưng mà suy nghĩ xong rồi con lại cố gắng và lại vươn lên và cố gắng duy trì đạo tràng Bồ Tát Quán Âm. Ngày xưa khi con tiếp nhận đạo tràng thì thời đó con mua cái lo có Phật tử đó, cúng dường cái lo 3,5 triệu. Nhưng mà càng ngày thì đạo tràng càng phát triển hơn, thì có cô Phật tử đó cúng dường cho con cái lo 8 triệu, nhưng mà cũng không đủ công suất. Sau này mỗi lần lễ sám hối có đến lúc có vài ngàn người về tham dự, con rất là mừng và hạnh phúc, tại vì con đặt toàn tâm vào việc hoằng pháp lợi sanh và muốn cho đạo tràng càng ngày càng phát triển. Nhìn như vậy, nhiều lúc con mệt vất vả, không ăn không uống, nhưng mà thấy đạo tràng phát triển, mọi người về tu học, con rất là vui và hạnh phúc. Và đó cũng chính là động lực thúc đẩy cho con tiếp tục trên con đường hoằng pháp lợi sanh và học theo hạnh của sư phụ. Hàng ngày chúng ta sống ở trong chùa, chúng ta thấy rất là bình yên và nhẹ nhàng, hạnh phúc. Nhưng đôi khi chúng ta lại không biết những hạnh phúc này rất là quý giá vô cùng. Đôi khi chúng ta lại hời hợt trước những hạnh phúc chúng ta đang có mà chúng ta lại vọng cầu.
đi tìm những hạnh phúc đâu xa. Ở bên ngoài có bao nhiêu thứ vất vả, lo toan, mưu sinh kiếm sống, lo cho gia đình, rồi hơn thua, ganh tị, đố kỵ, chiến tranh, rồi nhiều thứ bất an. Nên khi về với chùa, về với hình tượng Quán Tâm Bồ Tát, chúng ta học được nhiều thứ và học theo tâm hạnh của Ngài. Và thiên tai, lũ lụt, động đất, sóng thần, triền miên mỗi ngày càng gia tăng. Và con người chúng ta sống trong bất an, lo lắng. Vì trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã dạy tam giới bất an như nhà lửa. Chúng ta sống nhưng không biết rằng ngày mai chúng ta sẽ như thế nào, và cái chết đang cận kề và rập rình chúng ta phía sau lưng. Nhưng mà chúng ta ít nhận ra được và thấy được điều này. Nhưng hàng ngày chúng ta lại hơn thua, đố kỵ, ganh tị, nhỏ mọn và đầy sân si. Nên thiên tai, động đất, sóng thần, bão lũ càng ngày càng nhiều, chiến tranh càng ngày càng gia tăng. Đó là từ đâu? Không phải từ do ai khác, không phải từ lỗi do trời ban hay do đâu, mà do chính tâm con người chúng ta tạo ra. Thiên tai, bão lũ, triền miên, đây là cảnh báo thiên nhiên trả lời. Sân si đầy dãy cõi đời, gieo nhân hái quả, trách trời làm chi. Cam lồ rưới nước từ bi, yêu thương có mặt, xóa đi hận thù. Và nhân ngày vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, con cũng nhân câu hỏi này xin nhắn gửi đến mọi người, cần làm gì để chúng ta học và noi theo hạnh nguyện của Ngài. Ý nghĩa Quán Thế Âm Bồ Tát, tên Quán Âm Bồ Tát có một ý nghĩa rất hay. Quán là chỉ cho sự quan sát, tìm hiểu, biết rõ ràng về đối phương. Thế là thế gian, cuộc đời, cuộc sống trong nhân gian. Âm là tiếng kêu cứu, thỉnh cầu của những chúng sanh đang đau khổ. Bồ Tát là độ thoát, cứu độ chúng sanh, giúp họ có thể vượt qua những mọi khó khăn trong cuộc sống. Như vậy, Quan Âm, Quán Thế Âm Bồ Tát là người luôn quan sát, lắng nghe tiếng kêu cứu, cứu khổ từ chúng sanh trong nhân gian để đến cứu. Ngài mang lòng từ bi, nhân ái, vị tha để đi cứu vớt tất cả mọi người, không phân biệt ai cả, giống như một người mẹ hiền luôn bảo vệ những người con của mình. Ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát nên làm gì? Bồ Tát Quán Thế Âm tượng trưng cho sự yêu thương, cho sự đại từ, đại bi. Ở nơi đâu có khổ đau, có khó khăn thì Ngài luôn xuất hiện ở đó, giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn của mình. Vậy nên trong những ngày vía của Ngài, chúng ta có thể làm gì để thể hiện lòng tôn kính của mình với Quán Thế Âm Bồ Tát? Có rất nhiều Phật tử phát nguyện ăn chay, cũng có Phật tử nguyện trì tụng chú Đại Bi. Có người vì tưởng nhớ đến công đức của Bồ Tát mà in ấn kinh sách, làm từ thiện, phóng sanh để tạo thêm phước lành. Những việc làm trên đều rất tốt. Nếu như không có điều kiện và không biết làm gì thì bạn cũng chỉ cần không tạo thêm tội, giữ tâm ý trong sạch, không làm điều ác, tha thứ, bao dung cho tất cả mọi người, hay cũng có thể chắp tay thề nguyện ba điều sau. Xin nguyện yêu thương bản thân. Thương yêu bản thân là mình thương hết tất cả thân tâm của mình, luôn chấp nhận con người thật, kể cả điều xấu lẫn điều tốt. Khi yêu thương bản thân mình thì bạn sẽ có thể giúp cho chính mình có cơ hội phát huy, bổ sung hoàn thiện bản thân, hướng đến những điều tốt đẹp.
Từ yêu thương bản thân, bạn sẽ nghĩ đến tất cả những người xung quanh mình. Từ đó sẽ luôn yêu thương họ, quan tâm họ, bao dung nhiều hơn. Rồi dần dần sẽ bỏ những điều không tốt, thói quen xấu của chính mình, làm cho mọi người không phải lo lắng đến ta. Chính điều đó thôi, bạn đã làm được một việc rất tốt. Yêu thương bản thân mình giúp ta sửa chữa những điểm yếu, phát triển những điểm mạnh, quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh. Làm được như vậy chính là ta đang theo đại nguyện lớn của Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin nguyện nhẫn nhục trước mọi thuận cảnh và nghịch duyên. Nhờ vào tâm nhẫn nhục mà Bồ Tát đã vượt qua bao kiếp nạn. Thực tập tính nhẫn nhục của Ngài cũng là một chuyện rất tốt. Nhẫn nhịn giúp ta giữ được tâm điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi thuận cảnh và nghịch duyên. Nó không làm ta trở nên kiêu ngạo khi có những người dành lời khen cho mình, tâng bốc mình. Và nó cũng không làm ta phải buồn phiền đau khổ khi mọi điều không may xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta nhẫn nhịn để tâm ta được thanh nhàn, chứ không nên nhẫn nhịn để nghĩ cách trả thù. Điều đó lại không phải là điều Bồ Tát muốn chúng ta làm vậy. Xin nguyện lắng nghe sâu sắc nỗi thống khổ của mọi người xung quanh. Việc lắng nghe rất tốt, nó không chỉ giúp ta hiểu rõ hơn về những nỗi thống khổ buồn phiền của những người xung quanh ta, hiểu rõ hơn mà nó còn giúp ta phát sinh tâm từ bi. Nhờ vậy mà ta có thể giúp đỡ họ xoa dịu những khúc mắc họ đang đeo mang. Ít nhất ta có thể giúp họ cảm thấy thoải mái khi được giải bày những chất chứa trong tâm hồn. Nhân ngày vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thì con cũng có viết vài dòng thơ và nhắn nhủ và cũng như tặng mọi người. Quán Âm Bồ Tát Mẹ Hiền, nhành dương rưới mát não phiền chúng sanh, chạy theo danh lợi đua tranh, đâu hay là thứ mong manh vô thường, không ai biết nhịn chịu nhường, hồi tâm chuyển ý tìm đường gắn tu, cuộc đời thoáng chốc phù du, quay về cửa Phật công phu ngồi thiền, đoạn đi bao nỗi ưu phiền, đem niềm hạnh phúc khắp miền trần gian, muôn dân hết cảnh lầm than, đây là tịnh độ nhân gian yên bình. Và cuối lời, con xin tri ân trên sư phụ, quý thầy và đại chúng đã chú ý lắng nghe. Và kính chúc mọi người có một ngày cuối tuần nhiều niềm vui và an lạc trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.